mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình có một cái chuyến đi về núi, thì mình được biết ở đây là một cái vị sư thầy sở hữu một cái hay một cái tượng tượng cốt rất là đẹp, về một cái tượng trâu và một cái tượng voi. Rất là may mắn thì mình được bà con chia sẻ, hôm nay mình lên lễ tìm gặp sư thầy ở đây để sư thầy cho mình mở mang kiến thức về hai tượng cốt ở thầy đang sở hữu. Dạ con chào thầy. Dạ. Thì con được bà con chia sẻ thì sư thầy đang sở hữu một cái tượng trâu rất là lạ mắt, và cái tượng trâu đó hình như là nghe bà con chia sẻ thì không có được gặp cái tượng thứ hai ở trên cái những cái cộng đồng mạng hoặc là những cái mạng xã hội hiện tại như bây giờ. Và một cái tượng cốt nữa là cái tượng hình voi gì đó bằng gốm sứ vì cái thời xa xưa gì đó thầy, là hiện tại là thầy đang sở hữu và giữ hai cái vật đó ha thầy. Dạ, đang sở hữu nó, mất giữ nó hoài, cũng khổ đó. Vậy hả? Thì con nghe được thì quý sư thầy ở đây á, cũng như ý định là muốn đăng hai cái vật này lên để mà cho bà con cộng đồng biết về cái giá trị thực tế của hai cái vật này. Và có thật sự là nó là một cái đồ cổ vật không, hay là cái đồ nó giống như mà người ta dựng lên như thế nào. Nhưng mà theo con được biết thì cái tượng trâu của sư thầy, quý thầy ở đây rồi rất là đặc biệt. Có những cái chi tiết ở trên đó thì nghe nói nó có một cái gì đó, nói chung là rất là cuốn người ta khi người ta thấy được cái vật da. Ví dụ như con nói là hơi vui xíu là vật da bảo của thầy đang sở hữu, thì thầy có thể là dắt con đi vào trong để mà xem thực chí bà con trên video clip của con được xem thực tế cái đồ vật của thầy không? Dạ thưa thầy. Được ha. Cái nhất là cho cộng đồng mạng thấy cho biết, vì trên mạng là đăng bán đồ chợ được không à, còn cái đồ này nó hiếm có vậy đó, mình thấy là nó không có gặp với nhau con thứ hai, và những cái lông của nó đặc biệt lắm. Và cái sở thí dụ mà ở ngoài đời thế gian á, người ta sở hữu con đó rồi ta để trưng bày, ta truyền đời này qua đời khác, thì mình người tu mà mình giữ nó thì nó cũng bị dính mắc, nó kẹt á. Thành ra ý cũng để đó, rồi ai có cái sự quan niệm mà người ta để mình trưng bày truyền đời đời này đời kia ta sở hữu á, thì có thể là nhường lại quan hỷ, thí dụ là có cúng dường một số xây sở gì đó để đời sống gì đó thì cũng chia luôn. Dạ, con hiểu rồi. Là cái nếu mà trong cái bên tu của quý sư thầy ở đây á, và rất là quý giá về những cái tượng cốt trâu mà có mọc đồng gì đó ở trên cái chú tiểu ở trên cái lưng, là nói về 10 điều tu của về 10 bức tranh tu về trâu rất là hay. Thì con nhờ thầy bắt dắt lên chỗ cái chỗ tịnh thất của thầy để mà cho bà con thấy được, mở mang kiến thức, thấy được cái hai cái tượng cốt đó. Dạ thưa thầy. Dạ mình đi ha thầy. Là cốc ở thầy ở ngay đây à? Dạ, này ở chung. À, dạ. Đây thì nó mát mẻ. Ở đây ha, cái phần thầy ở đây cũng thấy cũng vắng ha thầy. Giờ mình cũng đi hoài vậy ha. Bởi vì thầy cái lúc là có duyên sự đi là không có, cứ nở. Dạ dạ. Giờ mình sẽ tạm dừng tí xíu cô chú anh chị để sư thầy vào bên trong để lấy hai cái vật đó ra để cho mình được mở mang kiến thức xem về hai cái tượng cốt đó như thế nào nha cô chú anh chị, mà nghe cái lời đồn rất là nhiều về hai cái tượng này. Dạ. Quay cho cộng đồng mạng coi một bước. Quay cho bạn. Đế đồng luôn. Dạ.
mới ra chút. Con Phật. Ủa hả? Con Phật chào chú. Con về bữa bự kìa mà con không chính xác. Cô cái thì này... giờ mình phỏng phỏng thử coi. Dạ sư cô ơi, cái này thì cô nói cái này là cái tượng châu này mang một cái ý nghĩa gì đó hả sư cô? Nói ý nghĩa là những cái vị thiền sư hồi xưa người ta trăng châu á. Trăng châu mà giống như là mình làm chủ được á, là giống như là con châu nó biết đi rồi phải biết về. Hơn nữa là giặc như nói về cái tâm của mình đó. Là hồi xưa mấy cái vị này là cũng như là nghĩa hồi xưa mấy vị thiền sư mà nói về cái sự tích trăng trâu rồi đó. Thì cô cũng nghe mấy vị kia kể lại, nhưng mà lắm lúc hồi trước cũng cô cũng có đọc qua cái chuyện đó, nhưng mà kiểu như giờ lâu quá mình cũng nhớ mang máng chứ không kể chính xác ha. Giống như cái chú ha, cái tâm của chú nó lăn xăng ha, là giống như những cái tạp niệm đó là mình không có làm chủ được, lát nó khởi này lát nó khởi kia, mà nếu mà chú thả lỏng nó ha thì nó đi lung tung, nó đi bung 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 giống như con trâu đi không biết đường gì à. Khi nào mà chú cái tâm chú thuần thục ha, chú những cái vọng niệm mà chú khởi ra ha, thì chú chỉ biết rõ biết đó thôi, nó là tự động nó sẽ dừng lại, nó không có dây có nhợ, giống như là nó mới khởi mà chỉ biết thì nó không thành một cái bộ phim, không thành cái tuồng mà nó kéo dài nha. Thì vọng niệm nói chung là máu mình còn lưu thông còn chảy thì lúc nào vọng niệm cũng khởi, nhưng mà khi cái tâm người thanh tịnh thì cái khi nó khởi ít rồi khi khởi nhiều, giống như khi thưa khi nhạt, khi thì nó bật im. Còn giống như cái nói như là con trâu này, nếu mà nó mới hay nó chưa cái gì ha thì nó sẽ đi lung tung chú cái chuồng đó, mà nó không biết đường về, chú phải bắt nó về chuồng, nó dẫn nó về chuồng. Thời gian mà nó thường thuộc và giống như cái tâm mình đó, là nó đi đâu bây giờ cỡ nào xa cỡ nào nó vẫn biết đường về. Thì giống như mình những vậy đó, cái tâm của mình khi mà mình đã làm chủ được ha, cho dù vọng niệm hay những cái phiền não những cái này kia nọ ha, mình đã làm chủ thì cái đó nó không quan tâm, không còn quan trọng tới mình nữa, tâm mình vẫn bình yên, vẫn vui vẻ. Ví dụ con người mình mà những khi tập khí nhiều đời ha, nó có len lỏi những cái gì mà nó hơi phiền não sân si ha, nhưng mà khi đặt ví dụ một ai mà nói gì hơi sốc mình đi, mình vẫn còn hơi cái chỗ mà hơi ấy. Khi mình đã ấy rồi mình nghĩ cái đó là bình thường, không có gì vậy đó. Coi thành ra cái con trâu mà có chú bé mà thổi sáo này hay là cũng có cái ý nghĩa. Mấy cái gì mà người ta mà biết cái rõ cái này hay là người ta quý cái hình tượng này lắm nè. Chú tới chùa hay tới những cái cảnh mà nhà mà những cái vị ngày xưa mà ta có nhà mà có người tu ha, ta ưa trưng những cái bức tượng con trâu này lắm. Có ý nghĩa. Dạ. Rất là hay ha. Thì hôm nay thuận cái nhân duyên thì con đi về núi con gặp sư cô và thích sư Trung Huệ ở đây. Sư Trung Huệ đã sở hữu một cái cặp trâu và một cái này, thì hôm nay quý thầy cũng định chia sẻ đến mọi người biết cái đồ vật này, không biết là đồ cổ hay là như thế nào. Thì sẵn nhân viên đây đó thầy, con nhờ thầy giới thiệu về cái tượng này và ý định của thầy muốn mà chia sẻ đến mọi người để mọi người biết về cái tượng quý này. Tại vì cái trên cái người cái con cái tượng trâu này thì nó có lông rồi rất là khéo, mà cái về cái phần này thì sư cô thấy cái phần đó không? Dạ. Sư cô thấy chạm khắc rất là tinh tế cái nha. Cái này là nói chung là cũng có qua tay khéo lắm mới chạm đẹp như vậy nè. Rất là tinh tế nha. Dạ, sợi lông xảo, sợi lông trâu mà thêm một cái sợi dây dàm cột trâu nè. Dạ, xỏ mũi nè. Dạ. Lông mi rất là khéo, rất là đẹp. Con nè cũng có sấy luôn nè. Dạ, quá đẹp. Thấy sao nè. Cái này chắc nghĩ là sư cô có hồn lắm. Nhìn sư cô nghĩ là cái này có cái niên đại khoảng bao lâu rồi sư cô biết không? Không, cô không có chơi cái này thường, dạ. Cô không có rành, cô chỉ biết cái ý nghĩa của nhưng mà cái này thôi. Sư cô dạ, hiếm gặp từ xưa tới giờ mình. Sư cô từ xưa tới giờ sư cô thấy cái tượng trâu giống vậy mà nghệ nhân ngày xưa họ làm ở một cái trâu vậy rồi họ làm có lông có gì đó nó rất là đẹp không sư cô? Cô mới gặp lần đầu, cô chỉ thấy trong hình thôi. Dạ. Trong hình mà những cái nhà mà người ta trưng những cái khuôn to lớn nè thôi, chứ còn cái này cô mới gặp lần đầu tiên. Dạ. Tại vì cái này nó rất là tinh tế nha sư cô. Sư cô thấy cái điều là những sợi lông nè. Trong khi đó mà chỗ con mà tinh tế kiểu này, lông người sấy rồi giày của cái người chú tiểu này và dạ, giữ châu thổi sáo rất là đẹp nha. Cái này thì cân thì không biết cầm một này hai ba ký gì không, còn cái này có khoảng trên 2 ký. 2 ký ha. Vậy thầy ơi, chắc cái này là chắc xin cầm thử nha, chắc đặt hay sao á cô? Lắc không nghe gì á? Không nghe. Đúng rồi, họ không nghe tiếng luôn nha. Chắc này chắc đồng này nó đặt nguyên khối luôn hay sao?
Đúng không? Vàng hộp chứ cái kia đổ thường là những cái đế không. Cái đế không mà nó vàng vậy. Dạ, dạ. Là những 18. Mô Phật kìa, ông chào thầy, thầy mới về ạ. Dạ, dạ con chào thầy. Là những cái tượng kia hình như là đa số người ta đổ bê tông vào trong áo một lớp ở ngoài lắc ha thầy. Sạc sạc, con này không có. Con này nó lắc. Dạ. Không có nghe gì ở đây rồi. Không mà mình muốn biết nên thử. Nên thử thì nó có cái chất gì, cái gì nó sẽ thử sẽ biết. Người ta nói đồng xưa. Nó đồng xưa thôi chứ không là vàng. Còn đó nó vàng dữ lắm, bây giờ để lâu thì cái này mà đánh là một cái vàng thật vàng hè là vàng giá dữ lắm luôn hả? Để lâu thì nó. Đặc biệt là cái lông này á, là bây giờ đổ không làm được. Đúng rồi, ở cái bụng có lông này ơi. Nè, tinh tế mà tới phần ở dưới này. Cái lông này á, đặc biệt là bây giờ nó đổ ra là không có làm cái lông gì được. Con trâu ngày xưa người ta đổ nó sắc sảo vậy đó. Bây giờ nó hàng mới giờ nó làm không bao giờ đổ được cái lông như thế này. Cái sấy nè. Chưa ngày hôm trước thì có những cái bạn quay phim giống như con á, quay được cái trâu đen một đồng thế này. Nhưng mà cái đó là hình như ta bán tiền tỷ gì đó. Nhưng mà thấy là cái chạm khắc là nó không có như cái tượng này đó con. Dạ. Yeah. Sắc sảo không? Là... Ví dụ chú Tiểu á, chú giữ đi chơi chăn trâu với một đồng á. Hồi xưa một đồng mà ma quỷ nó gặp là nó không có sợ ma quỷ nữa. Yeah. Quá đẹp luôn. Thì hồi nhỏ lớn giờ chỉ thấy con này là trên mạng thì nó gặp rất là nhiều, nó giống nhau. Còn có con này là chưa từng thấy ai giống, nhất là những cái lông đó. Nhìn trâu mặt thấy cưng quá con kìa. Có hồn lắm. Nhìn có hồn lắm hả con? Cặp mắt yêu quậu vậy gì chứ, sống mũi với hai cái lỗ mũi á. Là nhìn, nói chuyện với trâu con á. Nhìn hiền hòa lắm nha. Cái cô thấy cái mặt của trâu không? Cái này do một cái nghệ nhân vì đó hồi xưa họ làm rất là khéo ha. Những cái chi tiết chạm khắc nè, nó rất đẹp mà nó kiểu như... thì cái người mà chạm này là cái tâm hồn người ta có cái sự gì đó, người ta mới chiêu cảm ra, mới lộng, mới tiện, mới khắc, nó có một cái con trâu nó sắc sảo đẹp vậy hả? Dạ nó đẹp. Với lại tới cái chi tiết bị móp chân cái đùi vậy nè, nhưng mà cái móng nhìn đẹp dữ lắm nha, nhìn giống như thật vậy con. Dạ mà cái sừng rất là khéo ha, cái này mà chắc bán cho tiền tỷ ha thầy. Này không có nhiều giá mà biết giá. Thì đâu có thấy con thứ hai nào giống không có chơi cái này thì là cũng không có rành cái giá. Con cũng không gặm này, con thấy chỉ mấy bạn chỉ cái ý nghĩa con trâu rất là giá trị về mặt có cái ý nghĩa về tâm linh của những cái gì mà hồi xưa người ta tu khi mà thuần thục con trâu rồi giống như thuần thục cái tâm của mình vậy đó. Vậy ha. Hồi đó thì nhớ là ông bà kể là mình chăn trâu mà 50 năm một đồng á, ma quỷ không còn sợ nữa. Chỉnh là thì cái tâm của thầy như vậy là ấy rồi, thì giống như là một người ta nói là giống tu xong thì quỷ kiếp thằng Khâm á. Người ta chư thiên chư thần thế mà gặp cái gì mà tu mà cái tâm như vậy ha, là người ta muốn đảnh lễ mà không biết sao đảnh lễ được, thì cái tâm người ta không có lúc nào người ta cũng giữ vững cái tâm của người ta, thành ra không có kiểu tạp niệm, không có lăng xăng là kia mới vậy, muốn đảnh lễ không phải là dễ. Trong chợ đông khi nào mà cái gì đó mà cái tâm mà hơi lỏng mà hơi buông gì thế mới để mà đảnh lễ gì nó được đó. Dạ. Nhìn nó có hồn ha. Đúng rồi. Cho mẹ nó nhìn cho con rất là đẹp á thầy. Dạ thầy ơi, thì sẵn hôm nay đó thầy chia sẻ về cái phần cái chú trâu này mà chú thầy đã sở hữu được, và ý định của thầy và tâm tư nguyện vọng như thế nào con mời. Chú mọi người nghĩ là thì con có công chuyện con chắc. Con mời thầy chia sẻ luôn nha thầy. Dạ như gì? Trâu này xưa đó là nghe một cái vị thầy trước kia kể lại á, là vị thầy đó mới đi lại nhà mấy Phật tử á. Phật tử người ta sắp đi Mỹ rồi. Ta sắp đi Mỹ rồi cái thấy ông thầy chân ở trên nhà nè, mình nó nặng quá đi, 2 ký mấy à. Thì cái 2 ký mấy 3 ký vậy. Cái ông thấy ông dòm, ông bắt mắt ông dòm thấy lạ, con trâu gì mà nó có sấy con này kia, con trâu con cũng có sấy nè. Lạ. Cái ông nhìn bắt mắt cái cô đó mới nói thôi giờ thấy thầy thích thì để con tặng thầy. Để con đem về Mỹ thì nó nặng quá đi, nó khó. Dạ thôi, thấy thầy thích gì để tặng thầy để làm kỷ niệm. Rồi cái ổng mới bỏ trong tủ hoài vậy đó, bỏ nó đi lắc đấy đó. Rồi cái tôi mới thấy nó lạ lạ, cũng trên đời như thế, chưa thấy con trâu nào mà cái lông được gì. Còn trên mạng thì đăng rất là nhiều, nhưng mà nhìn nó lắc sụt sạch. Còn cái này nó cứng khự à, đặc sạch à. Mà đồng là đồng xưa nữa. Rồi cái mình thấy mình dòm dòm, mới tiếc, ổng mới thấy vậy. Ổng nói người ta tặng tôi kỷ niệm. Thì thôi giờ như gì, tôi cũng tặng ông, mà ông muốn
cúng dường tu như cúng rồi thôi, thấy gì mình mới thấy nó lạ lạ rồi mới đem về mới giữ hoài, giữ mấy mấy năm trời mình nói mà cắt hoài. Mà nghĩ người tu thì nó cũng bận cái tâm, mà nếu mà trên ai mà có sở hữu muốn thích thì cứ mà ai mà có cái quan niệm mà để mà trưng bày này á tôi khỏi giữ thì sẽ cái sự thích thì muốn cần thì cứ nói tôi để lại để giữ cái người người đó sở hữu. Còn cái còn cái con dâu này á thì hai con này là chưa thấy, hồi nhỏ lớn giờ chưa thấy con nào giống vậy. Cái này là cái dạ cái gì nữa, dạ thưa sơ thầy. Ừ, con voi thì nó cũng có một chuyện nữa. Con voi này là ngày xưa đó là ở ngoài Hà Nội á, nó cũng có cô kia ở Hà Nội có mới đục ra đó, chân như nè, có đục ra cô đem vô thành phố này, vô thành phố rồi cô mới để giữ hoài chân ở trên á. Thì cũng một cái quen biết, tôi nhìn thầy cái ông thấy lạ lạ ông dòm dòm, ông nói con cũng già rồi thôi bây giờ con bỏ hoài, con cháu con thì nó không biết cái giá trị nhưng mà nó lâu đời vậy đó, thì con mới tặng thầy để thầy giữ làm sau này con có qua đời thì thầy cũng giữ hay đó, thì sở hữu làm gì làm. Và tôi cũng thấy ổng nói gì thôi gửi cho thầy luôn đó để giữ đi, thầy giữ tới bây giờ. Mình thấy người tu thì giữ nó bận tâm, rồi bây giờ ai có cái sự mà thích sở hữu á thì có hậu tạ lại á, bao nhiêu thì thầy thấy được thì để. Như thời buổi nó cũng khó khăn vậy đó. Dạ, dạ con hiểu ý của thầy là ý định của ý định của thầy là hiện tại bây giờ là thầy bận việc đi cúng tụng, giờ đi để hoài sẽ nó mất, đi làm việc rồi nói chung là đi thầy có nhiều việc để làm rồi hiện tại thì cái thất của thầy thì không có ai trông lo trông coi thì ý định của hoài. Ý định của thầy là muốn là giống như các Phật tử, các bà con, những cái cô chú anh chị thì có ai muốn sở hữu lại cái này thì cứ liên hệ trực tiếp về số điện thoại của thầy ha. Dạ con mời thầy đọc số điện thoại của thầy để mọi người dễ liên hệ với thầy ha. Dạ thưa thầy. Số điện thoại thì 0359845411. Thì có ai có cần sở hữu hậu tạ là gì đó thì được á, thì gửi lại sẽ liên hệ với thầy. Pháp danh của thầy là gì để mọi người biết dễ xưng hô hơn vậy thầy? Pháp danh là Thích Trung Huệ. Trung Huệ ha. Thì nó rất là bỏ hoài nó cũng bận tâm. Dạ. Cũng xả bớt vậy ha. Chứ cái này thì thấy trên mạng người ta đăng nhiều lắm, thì thấy đăng châu châu vậy đó, nhưng mà những con châu đó mình thấy nó đụng, nó cũng như có những con nó giống nhau. Còn cái này thì đặc biệt là nó mình thấy là hầu như hồi đó giờ chỉ thấy con y gan vậy thôi, còn những con mà giống y gan vậy là không có. Dạ, rất là lạ đấy. Mình cũng không biết là nó sao, giá cả sao không biết. Nhưng mà cái chỗ là ông thầy kia ổng cũng hoàn cảnh ổng vậy đó, rồi mình thích thì ổng tặng lại, mình cũng có cúng dường lại ổng số tiền vậy đó để em xây sở. Thì bây giờ tới mình cũng qua giai đoạn mình cũng hơi ấy thôi, mình cũng ai cần mình để lại chứ mình giữ nó bằng cái tâm đó. Thấy nó nhiều cái nó bắt mắt thì ai muốn sở hữu cái vật này thì cứ liên hệ với thầy Thích Trung Huệ ở đây để trò chuyện trực tiếp với thầy, và có thể là cái những cái chuyện mà nói chung là sở hữu thì là chuyển nhượng gì lại cái hai cái cổ vật này. Thì mình thì không biết hai cái này thì cái thời nào thì mình biết, thì rất mong là nếu mà cộng đồng của chú anh chị biết về những cái vật này thì cho mình cái bình luận và thầy bình luận để biết cái giá trị thực tế của hai cái tượng này, cái giá trị của nó như thế nào và được vào thời nào. Thì mình thấy là hai cái chạm khắc cái tinh tế thì rất là đẹp. Ở trong hình động voi này là giống như một cái men hay cái gì đó gốm sứ vì ngày gì trước hay sao cũng rất là đẹp nha. Kiểu rất là cổ điển hồi đó, không biết cái này là để đựng cái gì ha thầy? Cái này cũng không biết nữa, thiệt cái này nói nghe. Giống như cái kiểu là có thể là vì ngày trước cái này con được thấy trong những cái nhà thời chào Pháp gì nha. Cũng nhưng mà con cũng đi nhưng mà con thấy tựa giống như tại vì những cái tượng màu xanh như màu gớm gì những cái đồ cổ thầy lâu rồi nó không có thấy con nào giống vậy, phải biết giống mà cái này rất là tinh tế về những cái chạm khắc rồi gớm sứ, không biết cái niên đại nào thì mình không được biết. Thì rất mong cô chú anh chị nếu biết được thì cho mình cái bình luận ở trên video clip để mình được mở mang kiến thức về những cái đồ vật xưa của những cái nghệ nhân ngày xưa đó làm tạo nên những cái kiệt tác kiệt phẩm đẹp như thế này để cho mọi người biết thêm.
để được Kỳ được mở thêm miên, mở mang thêm được kiến thức của chú anh chị. Nhìn cái nha. Này á thì nó có cái bầu, con dâu người ta đâu có bầu dữ vậy mà lại có cái bầu. Thường thường á mình thấy có nhiều người mà mình không biết cái vật này sao nha, thường thường cái bầu vậy nè, người ta mà hay là thiêu để hài cốt luôn cái đó. À vậy hả? Mà mình không biết cái này có phải là như vậy không. Tàn ơi. Nhưng mà điều đó giờ mình đi ra chợ thì đâu có ai bán dâu gì để mà mua để đựng hài cốt đâu. Nhưng mà thấy cái bầu nó bự vậy nè. À. Nhưng mà mình thấy thì nó cũng nghe nó như vậy, mình nghĩ cũng là lạ, nhưng mà nó không có gặp được con thứ hai. Yeah. Để gặp con thứ hai thì ra chợ nó bán để mà người ta thiêu thì để hài cốt thì cũng đúng. Nhưng mà bây giờ không có thấy, hồi đời nào không biết. Yeah. Vậy cái con trâu này nó không có mọc có gì hết trơn, con không biết hồi đời nào. Thế thì bây giờ nếu mà cộng đồng mạng ai mà biết cái, mấy cái báu vật này hay là gì đó thì có ý kiến giùm. Chứ tôi thì cái đồ gia truyền hay gì đó ta truyền lại mà mình không biết thật giả hay sao. Đó, mà giữ hoài thì nó bằng cái tâm rồi tính vậy. Đồng này thì cạo ra là ta nói đồng xưa vậy đó, nó vàng hực vậy nè. Ồ, nó vàng giống như vàng vàng luôn hả thầy? Cái này là cạo mấy năm về trước rồi đó. Ôi. Tưởng nó vàng 18 vậy, thật là đồng mà đồng này nó vàng hực. Cái tiền này bằng vàng nó dữ lắm luôn thầy. Không, mà trên đời này thì có nhiều người mới thấy, có người ông 80 mấy tuổi. Ông nói hồi đó giờ ông chỉ mới thấy con này đầu tiên thôi. Giờ thầy có hỏi những cái gì sư ông ngày trước có cho thầy biết được là những cái đồ vật này nó có niên đại nào không vậy thầy? Không có thấy đâu. Rồi bây giờ về thắt ở rồi đem ra đây thấy trên mạng ta đăng lên hoài mấy con trâu á. Mình thấy nó mấy con trâu nó thấy nó bình thường quá, mình thấy là lạ. Cái nhất là đăng lên cho người ta coi để biết cái này nó bắt mắt, nó lạ lùng vậy đó. Hiếm có đó. Cái thứ hai đó là mình giữ nó cũng bằng cái tâm. Thì nếu có duyên là ai thích thì ta muốn trưng bày á. Dạ. Nhưng mà cái này mình nói, nếu mà trưng bày đời này qua đời kia luôn, mình giữ á, mà người ngoài thế gian á nha, ta giữ nó lại, ta trưng bày đời này qua đời kia á, muôn đời á, bị nó bằng đồng mà nó đâu có ấy đâu. Chất lượng mình nó lắc không bao giờ kêu. Còn ở trên mạng mà mấy con trâu mà lắc kêu sụt sạc sạc đó là ở trong nó cát á. Trong người ta đổ á, lấy cát. Vậy thì thầy chắc nghĩ là trong ở trong nó có đổ đặc ở trong hả thầy? Thì mình đâu có biết được ở trong, nhưng mà lắc nó cứ khừ, nó không có kêu cái gì. Ở dưới như nó không có bọng luôn thầy ơi. Đổ liền luôn nha. Đổ liền luôn nè. Rất là đẹp nha. Nó có cái gì? Nếu á, theo cái sự hiểu biết á, thì cái ngày xưa đó, những ông điền chủ á, người ta đắt ruộng phì nhiêu á, người ta người cày á, đã có ruộng á. Ngày hồi xưa trâu cày ruộng không à. Cày người ta mới kêu thợ đúc đồng thật là giỏi. Đó. Người ta mới đúc con trâu để người ta trưng bày. Trưng bày mấy ông tá điền đó. Trưng bày đời này qua đời kia, thành cái hàng này nó không có đụng hàng, không có thấy. Còn bây giờ đó, những con trâu bây giờ đó thì nó đúc đồng để nó bán á, thì nó đúc thì rất là nhiều, nó có đụng với nhau, giống như con trâu này giống trâu kia đúc hàng lọt á. Còn hàng này á thì không có thấy hàng lọt, hiếm thấy lắm. Hồi nhỏ lớn giờ tôi thấy con này là nó có một con chứ không có thấy giống bị gan vậy. Nếu như thầy chia sẻ thì chắc nghĩ cái ngày đó những cái cụ ông đó đặt cái thợ riêng biệt làm cho mình một cái tác phẩm như vậy để mà trưng bày ở trong nhà thời trưng bày á, chủ điện á. Những người giàu hồi đó ha. Mà nói về trâu á thì trong nhà Phật thì có 10 bức tranh chân trâu. Mới đầu tiên á thì mình quản lý con trâu là mình xỏ mũi dây dàm nó, mình giật dây nó như dây dàm này, giật dây điều khiển nó. Khi mình điều khiển nó thường nào nó thuần thục rồi á, nó đi ăn ở đâu tới ngày giờ nó về, lúc đó mình lên lưng mình nằm ngủ gì đó nó đi cũng tới nhà. Mười bức chân châu là thu phục cái tâm của mình á. Vậy là ý nghĩa trong cái bên tu bên thiền á, thiền tu của mình là có bức tranh về 10 điều, 10 cái bức tranh châu về châu. Châu. Đầu tiên phải thu phục nó từng bậc tới bậc thứ 10 là chứng quả vậy. Còn nói về thế gian á, khi mà một cái vị một đồng mà giữ châu á, mình giữ con trâu mà đi trong rừng trong ấy đó thì bằng đêm á khoảng 3-4 giờ 4-5 giờ đó, ta thả trâu đi rồi cái có cái cây gôi để mà mình quất trâu để cho nó nghe lời đó, thì khi mà giữ 5-10 năm gì đó là gọi là một đồng là mình từng đi dắt phia đó, gặp những cái chỗ hẻo lánh mà ta chết á, hồn ma quỷ đồ kia nó ở trong cái cây cổ thụ đó, rồi mình dẫn trâu đó nó hiện ra, nó nhát, nó giải ra là làm dũng nước cá rồi cái đó lại bắt mấy này, là mấy người mọc đồng người ta không có sợ, ta cầm cây gôi đó ta quất mấy con quỷ ma đó. Tàn rồi. Vậy đó. Con nghe là trong mọc đồng. Con nghe kể là sức mạnh của cây mọc đồng rất là uy lực, có thể là
điều khiển được những cái tàu tống binh ở dưới vào những cái tháng 7 vì từ ở ngoài mà trôi vào luôn hả thầy? Thì cái gôi đó là quýnh mấy con trâu này nè, gôi mây á, để quất nó lâu ngày rồi đó. Cái gôi đó nó có cái linh khí đó. Linh khí đó, ma quỷ nó sợ lắm. Ý sao mà cái cây đó qua để dành đánh trâu thôi, sao mà có quy lực mạnh như vậy thầy có được biết này? Thì thường thường mấy người ta giữ trâu á, người ta phải lựa vô trong cái vùng mây á, hay là gôi tre cũng gì đó, lựa một cây rất là già, chắc là chắc, rồi người ta mới lột gốc đó để theo quất, lâu ngày nó bóng ngời, cái cây nó bóng dữ lắm, thấy không? À, bóng rồi quýnh trâu lâu ngày á, rồi khi mà đi á, mà lỡ gặp ma quỷ gì đó, hồi xưa đó, ma quỷ nó nhiều lắm, hiện hình lên là quất cái là nó chạy, còn mấy người mà bị nhập vô đó, cầm cái coi đó quất nó cũng sức lên nữa. Vì thầy hả? Nhưng bây giờ không có nghe, phải giữ 5-10 năm nữa, giữ trâu á. Thành ra là cái bức tranh chân trâu này nó rất là ý nghĩa, mà nó có cái hồn. Con trâu này nó có hồn, con trâu mẹ nó đang nhìn trâu con, để ám chỉ cũng như là nói chuyện với trâu con vậy đó. Trâu con thì ngóng lên nó nhìn trâu mẹ đó. Còn cái chân này á, thì ở đây thì thấy một á, là sợ giống chú tiểu. Đúng rồi, đầu trâu. Đầu trâu giống chú tiểu đội nón lá đó, ngồi trên lưng trâu. Thì là một là vậy, hai là cái chú nhỏ mọc đồng á, đi chân trâu rồi ngồi thổi sáo, rồi con trâu này nó dẫn con trâu con nó đi đâu đi, nó nói chuyện gì nói vậy này, cứ thổi sáo tự nhiên an nhiên vậy đó. Dạ, rất là ý nghĩa ha. Nó có hàm nhiều rất ý nghĩa lắm. Nếu mà bên nhà tu của mình thì rất là quý trọng về những cái tượng trâu như thế này hả? Dạ thưa thầy, thì bên nhà thiền á thì nó có 10 bức tranh chân trâu. Đầu tiên á là con trâu nó rất là trứng, là cái ý là cái tâm của mình đó. Bây giờ nó đi, nó nghĩ, nó đi chỗ này, nó khóa chỗ này chỗ kia, là cái tâm ý nghĩa của mình nó nghĩ lung tung á. Thì bắt đầu mình mới xỏ mũi đó, xỏ mũi dây dàm đó, mình giật giật nó. Ví dụ nó ăn lúa, ăn cỏ, ăn củ phá đồ của lúa ta đó, mình giật lại. Rồi là giật cái nó biết rồi, nó không ăn nữa à, không ăn nữa rồi á, là bắt đầu điều khiển nó là cầm dây này, muốn dẫn nó đi đâu là giật dây. Giật dây đó là thứ hai. Thứ ba nữa đó, khi mà nó thuần rồi đó, thì tức là 10 bức tranh là tính từng bậc. Khi mà để lên lưng trâu và nằm, mà tự con trâu nó biết đi, biết ăn, biết đứng, đi về tới nhà, làm chủ nó hoàn toàn, là giống như cái tâm của mình đó. Mình làm chủ nó hoàn toàn, không còn giữ gìn gì nữa, tứ là được, nó vô quá ngại rồi đó. Nó không còn bị dính mắc gì, vọng tưởng điên đảo gì nữa hết đó. Đó là 10 bức tranh chân trâu bên nhà thiền. Còn ở thế gian là gọi là trâu mọc đồng. Giữ trâu với nó mọc đồng. Mình ngày xưa đó là ta cài ruộng làm lúa là nhờ trâu không à, không phải như máy bây giờ. Rồi nuôi một bầy vậy đó, cái lựa con trâu nào mà nó cầm đầu á, thì người đó mới kể lên con trâu đó. Đó, dẫn đi ăn, dẫn con trâu này thì mấy con trâu kia nó đi theo hết. Rồi là sắm cây gôi vậy đó, quốc chỉ nó thần phục nó được thì đi đâu đó, dẫn đi theo. Mà khoảng 3-4 giờ sáng vậy đó, 4-5 giờ sáng đó là mình thả trâu đi. Đó, còn con trâu đầu đàn á, nó sẽ đi, nó dẫn mấy con trâu kia đi ăn, xong rồi nó dẫn về. Rồi cái người chủ trâu á thì chỉ dẫn con trâu đầu đàn thôi, mấy con trâu kia nghe lời hết rồi. Rồi cầm cái cây gôi đó quýnh lâu ngày thì giờ là giữ 5-7 năm, 10 năm gọi là mọc đồng. Cái người mọc đồng là không có sợ ma quỷ gì hết á. Nơi nào mà có ma quỷ là lợi đó, là không có sợ. Có nhiều khi là quýnh với ma quỷ, giỡn với ma quỷ đó, là không có sợ. Còn nếu người bình thường mà chưa mọc đồng đó, thì gặp ma quỷ là sợ cái khiếp hồn vía rồi, mang bệnh rồi đó. Còn cái khi đó mọc đồng rồi không có sợ gì hết, cầm cây gôi đó, ma quỷ nó hiện hình ra. Hồi xưa nó vắng vẻ đó, ma quỷ nó hiện hình ra là cầm cây gôi đó quất cái là nó sợ, quýnh rồi là nó bậy. Có nhiều con quýnh nó nhát ra đó, lên gặp từ quất nó ngay là mấy bữa sau nó đi cái giò nó bậy bậy luôn á. Nhưng mà qua rồi từ từ nó hết vậy đó. Vậy thì một chuyện là, một là ở thế gian là gọi là trâu mọc đồng, giữ trâu quyết là mọc đồng, là không sợ ma quỷ. Hai là bên nhà thiền nó có 10 bức tranh chân trâu, là để thu phục cái tâm của mình. Ý là cái tâm của mình đó, như con trâu đó, phải thuần phục nó đó. Dạ con hiểu ý là bên thiền, như quý thầy đang tu theo thiền, pháp môn thiền, nên thầy rất là quý về những cái tượng trâu như vậy. Thường là các sư thầy đều sở hữu riêng cho mình một cái trâu như vậy, để mà mang một cái ý nghĩa giống như mình thần phục trâu, để mà giống như kiểu cái tâm của mình bắt loạn, để mình tu tập nó sẽ dễ hơn. Dạ thưa thầy,
Thì cái nhà tu á thì người ta có những 10 bức tranh đó, ta vẽ trên tường, chùa, chiền, am cốc đó ta vẽ lên để ta nhìn nơi đó để thu phục cái tâm của mình. Mà chắc cái đó là những ngày xưa có thể làm nhiều chứ bây giờ chùa là con ít có thấy được cái đó. Thì tùy theo chùa, ví dụ có chùa ta tu thiền hoặc là người ta thấy cái mẫu chuyện 10 bức tranh đó, ta vẽ lên. Còn cái vụ mà sở hữu nguyên con trâu như thế này thì nó hiếm có lắm, mấy thầy hiếm có lắm. Sở dĩ tôi thì không muốn sở hữu nó, tại thấy nó bắt mắt. Lạ quá ha. Nó lạ mà nó có hồn. Từ cái chỗ mà nó có cái hồn gì đó. Chứ con thấy mình... thầy là một cái người tu như vậy mà gặp cái bức tượng này còn khiến cho thầy phải động lòng phàm nữa. Nói chi mà một người bình thường như ngoài xã hội ha thầy. Dạ. Thì nãy giờ thầy cũng đã chia sẻ về cái tượng hai cái này của cái vật gọi là vật nói chung là thầy đang sở hữu. Con cũng cảm ơn thầy rất là nhiều hôm nay đã cho con thấy và biết được hai cái bảo vật của thầy đang cất giữ rất là lâu. Thì con cũng không có nói gì hơn, con chúc thầy có nhiều sức khỏe và trên con đường tu đạo của mình được càng ngày được tinh tấn hơn. Thì... mình con không có gành cái đồ cổ đồ gì hết. Chỉ có cộng đồng mạng người ta có ai mà biết được á thì ta có ý kiến giùm. Còn cái nói thì mình chỉ sở hữu nó được, người ta nói vậy thì mình chỉ biết vậy thôi. Dạ, thì thông qua clip này, cô chú anh chị cứ liên hệ trực tiếp về gặp thầy Trung Huệ để biết thêm chi tiết về hai bức tượng này và có trò chuyện cùng thầy về Phật pháp và cái những cái gì đó thì cô chú anh chị liên hệ trực tiếp gặp thầy luôn nha. Con cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ. Rồi con nói là cái này mình biết vậy thôi chứ chưa biết là đồ cổ, đồ thật, đồ giả gì, thấy nó lạ và nó hiếm có thôi. Dạ. Chứ đâu có biết đó đời nào và đồ cổ đồ mình đâu có nói được gì đó. Thì cộng đồng mạng ai biết thì cứ ấy. Dạ, còn cái sự mà giữ á, thì mình người tu mà giữ nó thì nó cũng bận tâm á. Dạ dạ. Cho con cho Kỳ và thầy ở đây có bình luận để thầy biết thêm và mở mang kiến thức về những cái tượng cổ và những cái gì đó ngày xưa, nói chung là mình cái hậu học mình mới hiểu anh. Con mong cô chú anh chị và những cô chú bác lớn tuổi có kiến thức và những cái người mà thiện tri thức chơi về những cái đồ cổ vật này thì cho Kỳ và thầy ở đây cái bình luận sẽ hay hơn nha cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Kỳ.